Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay sẽ là một cái video về event và mình đã hứa với anh em rất là nhiều lần rồi là mình sẽ làm event này. Thì hôm nay thì mình mới có thời gian và có cái điều kiện để có thể làm video dành cho anh em xem. Thì event này là gì thì mình sẽ cũng xin thông báo luôn. Đó là cái kênh YouTube HPT Gamer của mình, kênh mà các bạn hay xem đấy. HPT Gamer của mình đã đạt được đó là 15k sub và hiện tại đang lên là 15,1 nghìn sub. Đấy thì đây cũng là một cái đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 15 nghìn bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và những anh em theo dõi trên kênh Cú Tích Mật Thiết nữa. Thì anh em đăng ký rất nhiều thì mình sẽ có những event dành cho anh em. Thì nhân dịp kênh của mình đạt được 15k sub và hơn nữa đó là cái nhóm của mình anh em ạ. Đây anh em chuyển lên anh em đi là Dream League lên lấy soccer này. Đấy, anh em hãy nhóm nhé, anh em nhóm thì nó sẽ hiện ra nhóm của mình đó là The Soccer 21 giao lưu học hỏi nhé. Đây là nhóm của mình anh em tham gia này đó, và lại một chút nữa là mình duyệt thôi. Ngoài ra thì anh em phải trả lời câu hỏi nhé, thì anh em nếu tham gia thì anh em sẽ cố gắng copy, không thì anh em nếu mà có thì anh em sẽ copy cho anh em ok. Còn bạn nào chưa đăng ký thì mình sẽ không duyệt nhé. Bạn nào đăng ký rồi thì mình sẽ mới xếp vào nhóm. Ok thế này. Ví dụ như thế. Thì bây giờ mình sẽ vào cái Facebook chính của mình. Thì mình sẽ kê duyệt cho anh em xem. Đấy, mình sẽ vào cái nhóm này và mình kê duyệt cho anh em xem. Ok, mình sẽ vào nhóm này và mình đang add nhóm này. Đấy, nếu mà thế thì mình sẽ có một yêu cầu tham gia này. Và mình sẽ kê duyệt thành viên mà vừa yêu cầu đấy. Ok, mình kê duyệt nhé. Đó. Thì nhân dịp cái cũng là cái nhóm này nữa. Nhóm này của mình hiện tại đang là hơn 9.000, gần 10.000k thành viên. Gần 10.000 thành viên. Hiện tại là 99k rồi, nghĩa là 99.000 rồi. Còn khoảng hơn chục người nữa là cái nhóm của mình luôn nhé. Đã đạt 10.000 người tham gia. Đó, thì nhân dịp cái hai cái đó thì mình có làm cái event nào cho anh em xem. Thì trước khi với event thì mình có thông báo một chút đó là mình có cái ad trắng, Facebook trắng, miệng đội hình trắng á, đang có là 366 vàng này, ad trắng luôn nhá. Không, đây là Facebook trắng nên là anh em thoải mái, anh em mua về anh em đổi mật khẩu đi, đổi ảnh đại diện, đổi các thứ đi, đổi mail, đổi số điện thoại đi đều dùng được anh em. Ad 336.000 vàng này thì mình sẽ lấy giá gốc đó là 350.000 thôi. Còn bình thường là nếu mà cày thì anh em phải mất tới 500 đến hơn 600.000 nữa. Nhưng mà cái này mình bán ad nên là mình chỉ bán 350 thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình múc ngay nhé. Suốt ngày không những cái hàng ngon như thế này thì chúng ta sẽ bị hết mất anh em ạ. Ok, còn tiếp theo thì đến với phần event. Cái event này thì anh em thì mình cũng sẽ không đăng lên cái phần cộng đồng nữa. Và mình sẽ vào cái nhóm nhé. Anh em nào muốn tham dự event của mình thì anh em phải vào nhóm của mình. Đó là The Mix Soccer 2021 giao lưu học hỏi. Anh em nào muốn có những tham dự event của mình thì anh em hãy tham dự nhóm này. Và mình sẽ tổ chức event ở cái nhóm này anh em nhé. Thì mình đang đây là nhân dịp kênh YouTube của mình, cái HPT Gamer đạt 15k sub và cái nhóm của mình, group của mình đạt 10.000 thành viên. Thì mình cũng xin phép làm cái event như sau. Thì mình sẽ theo tuyên bố thể lệ cuộc chơi nhé. Thể lệ thì đầu tiên thì anh em phải đăng ký cho mình hai kênh, đó là HPT Gamer và Cutie Madrid. Thì đây là hai kênh YouTube của mình nên anh em bắt buộc phải đăng ký. Nếu mà ai mà không đăng ký mà tham dự event này thì coi như là mình hủy kết quả luôn. Cái anh em comment đúng thì cũng hủy luôn. Bắt buộc phải đăng ký hai kênh này em nhá. Đấy, mình có thể kiểm tra được nên là mình sẽ cái này bắt buộc, điều một chắc chắn là bắt buộc anh em phải làm rồi. Thứ hai là phải like bài viết này và tag ba người bạn của các bạn á, tag nghĩa là cá thể ba người bạn của các bạn vào phần bình luận phần bài viết của mình. Hoặc là nếu anh em mời được bạn bè vào nhóm thì càng tốt, càng đưa nhóm chúng ta lên dẫn đầu ở Việt Nam thì càng tốt. Đấy, thương hiệu của HVT Gamer mà được đưa lên đứng đầu của Việt Nam thì cũng rất là cảm ơn anh em. Đấy, cái này mình cũng khuyến khích anh em nhé. Thứ ba là cái quan trọng này, cái này em phải nhớ kỹ này, anh em phải xem đúng cái tỷ lệ thì anh em mới chơi được. Còn đâu mà anh em nếu mà chơi mà anh em không đúng tỷ lệ thì chúng ta không giành được phần quà đâu. Thứ ba là anh em phải comment, nghĩa là bình luận ba chữ số may mắn từ 1 đến 100. Mình sẽ ưu tiên lấy cái kết quả mà ai comment trước anh ấy. Nếu mà hai người comment đúng á thì mình sẽ lấy kết quả ai comment trước nhé. Và mỗi người chỉ được comment một lần, và một lần thôi. Đấy, mỗi người comment một lần và hạn kết thúc ấy sẽ là ngày 8/1/2021. Thì hôm nay là ngày 7/1 rồi, thì 18 giờ ngày mai thì mình sẽ công bố kết quả event và mình sẽ
thông báo với anh em người trúng giải và người không trúng giải. Còn phần thưởng sẽ là mình sẽ tặng anh em 120.000 vàng. Đây là một số tiền cực kỳ là lớn đối với những anh em nào mà chưa cày vàng bao giờ mà đã tặng 120.000 vàng thì anh em có thể xây dựng được đội hình mà tầm trung rồi, đội hình full chỉ số rồi, cũng khá là ổn rồi đấy. Nếu mà không có ai mà chính xác cái số đó thì mình sẽ lấy số gần nhất nhé. Nên là cái event này chắc chắn có người sẽ được thưởng. Nếu mà không có ai thì đặt trúng thì mình sẽ chọn cái người nào mà có số dự đoán gần nhất và mình sẽ chỉ tặng được 50.000 vàng thôi. Bởi vì không đúng nên mình chỉ tặng 50.000 vàng thôi. Nên là anh em chơi thoải mái đi, mỗi người chỉ comment một lần thôi nhé. Nên là anh em hãy khi mà kết quả thông báo thì mình sẽ thông báo trên kênh HPT Gamer của mình và trên các cộng đồng. Các cộng đồng á, nên là anh em hãy vào đó và anh em chú ý cái tin tắt cộng đồng của mình thì mình sẽ thông báo kết quả event đấy cho anh em. Đấy thì hiện tại thì mình đang 1 giờ thôi, hiện tại đang buổi trưa nên là có rất ít người chơi, nên là bây giờ mới được có vài người chơi thôi. Nên là anh em hãy xem được video này thì anh em hãy vào kênh vào nhóm của mình The Olympic Soccer 2021 hãy giao lưu câu hỏi và chúng ta sẽ chơi. Hiện tại thì cũng sắp lên rồi anh em ạ, nên là anh em vào anh em chơi cái event này và anh em phải đọc kỹ cái tỷ lệ cuộc chơi nếu anh em muốn được giải nhá. Ok đấy thì nếu mà cái phần kết quả thông báo thì sẽ thông báo trên cái phần đây. À, anh em đăng ký anh ký anh em phải đừng chuông nhá, đừng chuông nữa sẽ nhận được video mới nhất từ kênh của mình. Còn nếu mà event này mà kết thúc thì mình sẽ thông báo ở phần cộng đồng này. Đấy, cộng đồng thì mình vẫn nhận cây vàng thôi. Mình nữa đây là giá cây vàng của mình của tháng 1 năm 2021 này, nên là anh em hãy xem anh em nếu mà anh em anh em cày vàng thì đợi giá nó sẽ như thế này, giá nó sẽ như thế này, nên là anh em xem và anh em nếu mà ok thì anh em liên hệ với mình. Đấy thì mình ưu tiên những bạn nào mà có cái Facebook mới mà chưa liên kết Facebook ấy thì mình sẽ giá nó rất là ưu đãi, nên là anh em nào muốn thì anh em liên hệ với mình. Đây giá cả thì rất là phải chăng cho anh em rồi. Nếu mà anh em mà chưa có Facebook mới ấy, thì chưa có nick ấy, thì anh em đang chơi một cái Facebook nào mà anh em chưa vào game bao giờ thì 200.000 anh em đã được 200.000 vàng rồi và 500.000 anh em được 1 triệu vàng rồi. Đấy, 300.000 anh em được 400.000 vàng và sân nữa, sân thì chắc chắn là full rồi và kim cương nữa. Đấy giá đội hình cũng thế, giá đội hình thì rất là ngon bổ rẻ để cho anh em nào có nhu cầu, nên là anh em hãy ủng hộ mình thật nhiều để mình ra những event mới và làm những cây vàng thật là rẻ để cho ai cũng có vàng, cho tất cả anh em ai cũng có vàng để chơi. Đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký. Và ngoài ra hãy nhớ tham gia event nhé để có cơ hội nhận được giải thưởng từ HPT Gamer. Ok, đến đây thì bye bye anh em. Chúc anh em video thật là vui vẻ nhé. Bye bye.